Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anh Em TV. Các bạn thấy không, hôm nay tôi có một background ghế ngồi rất là khác. Thế nên hôm nay tôi không phải ngồi nói mình kiểu liên than thiên như mọi hôm nữa. Hôm nay chúng ta có một khách mời. Khách mời này thì cũng kiểu vừa lạ vừa quen. Nhưng mà câu nói nổi tiếng nhất của bạn này đấy là đang ngồi ăn vặt đang rất là hot trên Đây. Vâng, xin giới thiệu bạn Mộc Thảo. Vâng, xin chào bạn Mạnh ạ. Rất lâu rồi mà tôi mới được trở lại Anh Em TV. Nếu như các bạn có theo dõi Anh Em TV từ hồi mới lập page thì cái người lập page chính là tôi. Nhưng mà hôm nay trở lại Anh Em TV với một cái vai trò rất là thú vị và đặc biệt hơn là chính là khách mời. Khách mời. Vâng. Thì mình đang định làm một cái chiếc đó là iPhone 7 Plus. Thì không biết thế nào là vừa hay Mộc Thảo lại đổi một chiếc iPhone mới nhưng mà lại có một chiếc iPhone cũ là chiếc iPhone 7 Plus. Thế là mình mời Mộc Thảo lên làm video. Đó, thế thì bây giờ chúng ta làm gì ạ? Bắt đầu thôi. Anh em ơi. Và trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện về cái chiếc iPhone 7 Plus của Mộc Thảo thì có lẽ là mình sẽ nói một chút về cái chiếc iPhone mới của Mộc Thảo đi. Mộc Thảo có thể cho mọi người xem iPhone mới không ạ? Đừng bất ngờ quá. iPhone 13. Vâng. Đợt trước cách đây khoảng 1 tháng thì Mộc Thảo có mượn của anh Triều một con Reno 7Z của hãng và hôm đấy thì anh Triều có bảo với Thảo là Thảo ơi, em reset máy đi xong rồi em giả lại cho Anh Em TV với. Thì bạn Thảo có chụp một cái ảnh như thế nào nhỉ? Bạn có cho mọi người xem không? Thật ra là hôm đấy là mới bóc siêu luôn đấy. À, mới bóc siêu luôn. Tinh tinh một phát là anh Triều nhắn tin là trả điện thoại đi em. Thì mình tất nhiên là mình đang đứng trước gương soi điện thoại mà không thể thiếu được cái phần mặt chụp ảnh tự sướng đúng không mọi người? Okay, anh. Đấy là anh Triều kiểu không nói được gì nữa. Ai da em. Rồi và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái chiếc iPhone 7 Plus của Mộc Thảo nhân vật chính ngày hôm nay. Thì cái này bạn mua từ lúc nào nhỉ? Từ 2 năm trước, là cũng là đầu năm 2020 thì phải. Đầu năm 2020 và cái lúc đó thì bạn mua được cái chiếc máy này với giá là bao nhiêu tiền? Mình mua của người quen thôi, của anh Hưng Sàng đó. Với cái giá người thân quen thì là từ 5 triệu rưỡi deal xuống là còn 5 triệu. 5 triệu rưỡi deal xuống còn 5 triệu, best dealer đấy các bạn. Hảo An. Nhưng mà tại sao lại là 5 triệu rưỡi đi xuống 5 triệu, 500 đấy để làm gì ạ bạn? 500 đấy là để thay pin các bạn ạ. 500 đấy để thay pin? Và bởi vì con điện thoại này cũng đã dùng được từ lâu, từ lúc mà nó mới ra mắt luôn ấy. Và đến lúc mà mình cầm trên tay con điện thoại này là cũng là tầm 3-4 năm rồi đúng không nhỉ? Từ 2016. Cũng lâu phết rồi đấy. Thì mình lấy cái 500 mà được deal của anh Hưng là mình đi thay pin. 2 năm sử dụng thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ không còn được cái ngoại hình như lúc mới mua đúng không? À vâng. Rồi thì bây giờ tôi đang để ốp thế này thì bạn tự bóc đi. Xem là bóc cái điện thoại 2 năm của nữ dùng iPhone của Mộc Thảo dùng các bạn. Để xem ngoại hình nó sẽ như thế nào. Các bạn biết đấy, tôi lấy 500.000 thay pin và 5 triệu để đi mua con điện thoại này. Nhưng mà cái ốp mà tôi đang sử dụng thì nó có giá là 1,5 triệu. Ui. Ốp này 1 triệu rưỡi á? Đúng vậy. Ốp 1 triệu rưỡi các bạn ạ. Mình tưởng là Mộc Thảo tự làm. Tự làm cái gì? Trông giống cái custom ấy. Nhưng mà đây là ốp custom thật. À nhưng mà 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi cái ốp các bạn ạ. Đây là iPhone của Mộc Thảo sau 2 năm các bạn. Đây là mặt kính cường lực của Mộc Thảo này. Thì so với những cái iPhone của những cái bạn nữ khác dùng thì mình thấy rằng là Mộc Thảo một người khá là giữ máy nhá. Vâng. Cường lực gần như là vẫn còn nguyên hay là bạn mới thay đấy? Ui bạn ơi, bây giờ tôi mới nhớ ra nhá. Bạn có biết gì không? Từ lúc mà tôi cầm trên tay cái máy điện thoại này là tôi đã đi thay luôn cái kính cường lực. Và hình như là nó đã gắn bó với tôi 2 năm rồi phải. Hai năm thì chưa thay bạn ạ. Chưa thay lần nào á? Thế, chưa thay. Tôi thề với các bạn là tôi không nhìn thấy một cái vết xước nào trên cái màn hình nhá. Đấy, chỉ có cái là cái nút home của Mộc Thảo thì như Mộc Thảo là có dính thêm đúng không? Thế là đúng nhìn rồi, nó hơi bẩn một tí thôi. Và với cả là iPhone 7 Plus thì các bạn cũng biết rồi, nó có một cái đặc điểm đấy là viền nhôm. Thế cho nên rằng là những cái vết xước ở trên những cái cạnh iPhone của Mộc Thảo là nó là một điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà có một cái mình thấy ở đây này, ngoài cái việc là cái phần viền camera của Mộc Thảo nó bị xước ra nhá, thì ở trên camera của Mộc Thảo nó cũng có một cái gì đấy là dấu ấn của thời gian. Mộc Thảo có thể giải thích về cái vết vỡ này không ạ? À thật ra thì mình cũng không để ý đâu, cho đến khi mà hôm trước mà anh Phong cầm trên tay con điện thoại của mình thì hỏi mình là em có để ý là cái camera của em bị vỡ không? Thế à? Em không biết luôn. Không biết là bị vỡ. Đúng rồi, tại vì bình thường là chụp ảnh nó vẫn hiện bình thường rất là rõ, sắc nét, vẫn quay được hàng chục cái video top top thôi mà. Đấy. Không, không có một vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm trước thì anh Phong có test cái con máy của Mộc Thảo và anh Phong có cho Mộc Thảo xem cái filter được tạo từ cái phần vỡ của camera như thế này. Và bây giờ mình sẽ để cái ảnh cho bạn xem ở trên màn hình để các bạn xem rằng là máy của Mộc Thảo nó có một filter đặc biệt như thế nào nhờ cái phần vỡ camera này. Không, thật ra là tôi cũng thích lắm bởi vì tôi cũng hay chụp ảnh phim bạn ạ. Tự nhiên là có thêm cái filter đúng không? Đấy. Và mình đã không cần phải thêm áp ủng gì cả. Đó, bây giờ thì nói về cái màn hình khóa của Mộc Thảo đi các bạn. Màn hình khóa của Mộc Thảo là một trong những cái đặc biệt nhất mà mình nghĩ là các bạn cần phải học theo. Bạn tự nói đi ạ. Vâng. Như các bạn thấy là mình là một người cũng hơi tâm linh một chút xíu đấy.
xung quanh mình nhá, thì ngoài cái màn hình khóa này ra thì mình có đeo thêm cả vòng phong thủy nữa. Đây. Đây vòng phong thủy. Một chiếc vòng rất là tarot, nhưng mình có chia sẻ trên Instagram của mình, nếu mà các bạn có follow pic đây, nó sẽ hiện ở đâu đó quanh đây. Thì mình có bảo là cái gì cũng là mọi vật nó đều hữu duyên với nhau. Ví dụ là bạn đang gặp một cái vấn đề gì đấy mà bạn không thể giải quyết, bạn chưa tìm ra được một cách giải quyết nào. Đấy, nhưng vấn đề của mình là gì? Mình nghèo, không có tiền. Ngoài cái việc là mình mua vòng phong thủy ra thì mình phải đẻ thêm cái hình nền ở đây. Get rich. Đấy, get rich, ông thần tài các bạn. Ông thần tài. Mông Thảo có bảo mình là hôm ấy mình có hỏi là thế thì bây giờ mình có thể xin vía không, bảo là không bạn ạ, cái này nó phải là tâm linh. Bạn chỉ cần lên Google bạn search là thần tài, thấy cái nào đầu tiên nhá, chọn luôn, mang về làm hình nền. Khoảng 2 tháng sau khả năng là mua được iPhone 13 luôn. Đấy. Nhưng mà nó chưa hết đâu các bạn. Các bạn xem cái hình nền tiếp theo của Mông Thảo ở trên chiếc iPhone 13 cơ. Nó vẫn là ông thần tài. Thế này là bạn định mua iPhone 14 đúng không? Đúng rồi, với cái mong muốn là mình đổi tất cả mọi thứ. Như là cái đầu năm mà mình vừa mới đổi xe, đổi điện thoại, thì bây giờ mình cũng muốn đổi thêm một chiếc MacBook gì đó. Đổi xe, đổi điện thoại chỉ nhờ hình nền ông thần tài. Các bạn nhớ nhá, muốn đổi cái gì phải để hình nền ông thần tài. Red Rick. Đấy. Đấy, và như vậy là Mộc Thảo đã chỉ cho các bạn cách để có tiền mua iPhone 13 rồi. Vậy nên rằng là bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc iPhone 13 màu xanh lá thì đừng quên rằng là Cellphone đang có chương trình giảm thêm tới 2 triệu đồng khi mà các bạn thanh toán qua ví điện tử hoặc là thẻ ngân hàng. Và bạn đang quan tâm thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng cả Cellphone cho các bạn nhé. Tôi đổi điện thoại ngoài cái lý do mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu của tôi ra, thì một trong những cái lý do mà tôi muốn đổi điện thoại đó chính là hết dung lượng. Hết dung lượng 128GB nhưng mà hết dung lượng. Cái lúc mà tôi đổi điện thoại ấy, thì nó chỉ còn là 127.5 thôi. 127.5 tức là chỉ còn 500MB thôi các bạn. Cái số lượng ảnh của tôi là lên đến tầm hơn 7.000, trong đó tôi đã lọc ra một chút xíu rồi. Nhưng mà khi mà điện thoại báo là bạn không còn đủ dung lượng nữa, tôi đã phải xóa đi một nửa. Và bây giờ còn tầm 2.000 hoặc 3.000 gì đấy. 2.000, 3.000 ảnh. À, thế thì cũng là một con số không phải là quá nhiều đâu. Nếu mà 2.000, 3.000 ảnh thì tôi nghĩ là không phải quá nhiều. Kể cả là 7.000, chưa phải là quá nhiều đâu. Có những bạn là lên tới 35.000 ảnh thì không biết là các bạn dùng cái gì. Thì bây giờ iPhone 13 của bạn là bao nhiêu GB? Tất nhiên rồi, 256GB. Đấy, các bạn thấy không? Get rich. Đấy rồi. Thế thì ở với những cái bạn sử dụng là 2 năm rồi đúng không? Bạn sử dụng con này là 2 năm. Thì những cái tác vụ thường ngày bạn hay sử dụng là cái gì? Tôi dùng tất cả những cái gì mà có thể sử dụng được. Ví dụ như là các app mạng xã hội này, app chỉnh ảnh này, video này, game gùm các thứ tôi dùng hết. Tôi không chừa một cái tính năng nào luôn. Không chừa một tính năng nào. Nhưng mà bạn chủ yếu là bạn sẽ dùng để edit video ở trên CapCut đúng không? Đúng vậy. Tại vì tôi thấy là đợt này Mộc Thảo đang có một kênh TikTok rất là lên. Nhưng mà thông thường nha, ví dụ như bạn khi mà bạn chơi những cái tựa game nhẹ, tại vì bạn tôi thấy là ở đây thì không có những cái game nặng như kiểu là PUBG hay là Lincoln Mobile gì đấy, thì bạn chơi những cái game nhẹ bạn thấy rằng là nó có bị cái tình trạng là nó bị khựng hay nó bị giật lag gì không? Thật ra là tôi có chơi game nặng đấy. À có. Tôi chơi game nặng nhưng mà nó khá là nhẹ nhàng, giống kiểu là nông trại vui vẻ, thì các bạn có những cái level mà nó lên cao và càng lên cao ấy thì nhiệm vụ của chúng ta càng nhiều và càng đòi hỏi là cái dung lượng cần phải lớn thì nó mới chứa đủ những cái gọi là cái giỏ hàng hoặc là cái lương thực của mình ấy. Đấy, cho nên là nếu mà hồi xưa ấy với cái mức dung lượng nó chỉ dừng ở 120GB thôi thì dùng thoải mái ok. Nhưng mà khi mà tôi kịch luôn là 127 thì nó khá là lag, có kiểu mình vào xong nó lại bị out ra ấy. Đấy. À cứ thiếu dung lượng là nó sẽ bị out ra đúng không? Đúng rồi. Chứ còn nếu như mà dưới 120GB thì là chơi ngon. Là thoải mái luôn. Đấy các bạn. Tức là iPhone 7 Plus ở năm 2022 nếu như chúng ta dùng chưa đến 120GB là vẫn ngon theo confirm của Mộc Thảo. Đúng thế. Cứ chưa đến 120GB là các bạn có thể chơi kiểu mấy cái game nặng là chơi được rồi, kiểu rồi. Nặng nhưng mà nhẹ nhàng các bạn nhé. Mộc Thảo là nặng nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Ở đây thì khi mà tôi vào cái phần tình trạng pin của bạn ấy thì tôi thấy ra dung lượng pin tối đa là 87%, tức là sau khi mà bạn mua là bạn thay pin đúng không? Cái 500.000 dealer xuống đấy là 500.000 đấy là để thay pin. Thì sau 2 năm sử dụng là nó còn 87%, thì tôi đoán chắc là một ngày bạn phải sạc đến 2 lần đúng không? À thật ra là cứ đến 50 là tôi sẽ đi sạc. 50 là đi sạc á? À? Đúng thế. 50% pin là tôi sẽ đi sạc luôn. Thế là một ngày sạc mấy lần? Thật ra thì tôi nghĩ là cũng phải trên dưới 5 lần. Trên dưới 5 lần. Bởi vì cứ 50% là tôi sẽ sạc, mà chưa cả tính những cái lúc mà tôi vừa nghịch điện thoại và vừa sạc pin luôn ấy. Thế là thói quen của Mộc Thảo là cũng mình thấy là nó cũng không healthy lắm. Một ngày sạc pin 5 lần mà vừa chơi vừa sạc không healthy đâu. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chuyển sang đến camera. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá, bạn có bao nhiêu app chỉnh ảnh ở trên cái điện thoại này? Khai thần đi. Thật ra thì trên này là tôi đã xóa gần hết rồi đấy. Chứ bình thường là mỗi một cái 2, 4, 6, 8, 9 9 nhân cho 3, 4 trang ra thì nó phải tầm 36 cái app các bạn. Tức là để được một bức ảnh lên cái Instagram của Mộc Thảo thì phải qua tầm trên dưới 30 cái app.
Đúng đấy. Rồi, thì thật ra là một cái bức ảnh là tôi ngoài cái việc mà chỉnh ánh sáng, các thứ mặt mũi, các thứ xóa mụn, các thứ ra thì tôi còn phải chỉnh ảnh, có tại vì có những cái app mà nó kiểu ảnh 3D đấy bạn, là kiểu zoom 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 lắc lắc. Ừ, đúng thế. Đấy là ảnh thôi nhá, còn video thì cũng xem bạn ạ. Video thì kiểu như là cái app này, ví dụ bình thường mình dùng TapCut đúng không? Đúng thì rồi. Mình cũng phải chỉnh chữ, chỉnh phông các thứ, nhưng mà TapCut thì cái phông chữ của nó rất là ít, cho nên là đúng tôi rồi. Cũng sẽ dùng thêm những cái app khác mà có nhiều phông chữ khác nhau. Có những cái phông mà tôi rất là ưng, nhưng mà cả một cái app đấy chỉ có mỗi cái phông đấy là tôi ưng thôi. À. Là tôi chỉ tải riêng cái app đấy cho một cái phông. Đấy, đấy. Bạn nghĩ xem, tôi dùng rất là nhiều phông chữ, cho nên là tôi cũng sẽ có rất nhiều cái app khác nhau. Rất là nhiều những cái app để phục vụ cho cái việc là chụp ảnh này, quay video này. Rồi, chúng ta có hơn 30 cái app chỉnh ảnh ở trong máy của Mộc Thảo rồi, thì bạn thấy rằng là cái chất lượng ảnh ở trên con iPhone 7 Plus này vào năm 2022 bạn có hài lòng không? Hay bạn thấy nó như thế nào? Thật ra là mình vẫn hài lòng bởi vì mình dùng hàng ngày mà. Bạn thấy là tôi đăng story các thứ rất là nhiều, bởi vì là tôi không ngại gì khoe việc mình dùng iPhone 7 Plus cả. Ảnh của nó cũng khá là rõ nét và cũng tôi cũng không thấy có một cái vấn đề gì liên quan đến chất lượng ảnh cả, trừ cái việc mà mình đã có một con filter ở đây. Đúng rồi, có đấy. Filter. Còn đâu là chụp vẫn mượt mà, vẫn rất ok. Ừ, rất cảm ơn Mộc Thảo ngày hôm nay đã đến chia sẻ về cái chiếc iPhone 7 Plus của chúng ta. Thì các bạn thấy đó, sau khoảng 2 năm Mộc Thảo sử dụng, iPhone của Mộc Thảo vẫn rất là đẹp, ngoại trừ những cái vết hằn của thời gian ở trên cái phần camera này. Nó tạo cho Mộc Thảo một cái filter chụp ảnh mà nghĩ rằng là có thể 2-3 triệu nó không thể đổi được cái filter như Mộc Thảo đang có đâu. Bạn thì bạn thấy sao khi mà khoảng 2 năm sử dụng, thì bạn có thấy rằng là bạn có khuyên người xem ảnh MTV là nên mua chiếc iPhone 7 Plus này tại thời điểm hiện tại hay không? Tại sao lại không nhỉ? Bạn ơi, bây giờ nhá, nếu mà thật ra thì cái vấn đề duy nhất là cái vấn đề dung lượng thôi. Chứ nếu không thì tôi vẫn là rất là thích con này. Bởi vì trong cái định hướng của tôi là muốn gấp đôi canxi, là thật ra tôi định là đến tận 14 tôi mới mua cơ. Định để 14. Kiểu là gấp đôi canxi mà 7 lên 14 luôn đúng không? Nhưng mà do là tôi dạo này đang cần một cái dung lượng khá là lớn để quay top top phục vụ cho cái công việc hàng ngày của tôi. Dạo này cũng nhiều quảng cáo các bạn. Cho nên là mới phải bất đắc dĩ đổi sang con điện thoại mới thôi. Đấy. Chứ nếu không mà tôi vẫn rất là kiên trì, rất là trung thành với chiếc điện thoại này. Đó. Đó. Vậy tức là 2022 các bạn thấy rồi, Mộc Thảo một người dùng iPhone 7 Plus 2 năm, bạn ấy vẫn confirm là con này vẫn rất ngon, là mọi người nên mua nó. Cho nên nếu chúng ta có tiền, chúng ta ghét vick thì chúng ta có thể mua iPhone 13 256GB được không ạ? Đúng vậy bạn ạ. Vâng, đúng rồi. Đó, rất cảm ơn Mộc Thảo ngày hôm nay đã đến chia sẻ về cái chiếc iPhone này. Mong rằng là sẽ có một vài số tiếp theo chúng ta tiếp tục về con iPhone 13 của bạn chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, bây giờ xin chào gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Bye bye. Get Rick. Nhớ Get Rick nhá. Ủa, là 1,5 triệu á? Ừ, 1,5 triệu. Đéo tin được.